Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề bệnh học rất là phức tạp trong hệ nội tiết đó là bệnh lý đái tháo đường à, Dự kiến mình sẽ làm từ 7 đến 10 video về bệnh lý đái tháo đường bao gồm cả phần xét nghiệm chẩn đoán, tiêu chuẩn chẩn đoán, phát đồ điều trị và một số cái biến chứng liên quan đến đái tháo đường Trong video đầu tiên, mình đề cập đến phần phân loại phần các xét nghiệm chẩn đoán, tiêu chuẩn chẩn đoán xác định một bệnh nhân đái tháo đường theo ADA 2019 À, về phân loại thì theo ada người ta chia thành bốn loại chính đó là đái tháo đường tiếp một à, mình liên quan đến tế bào pancreas hay là tế bào tuyến tụy tụy thì có hai chức năng là chức năng ngoại tiết thì liên quan đến các enzyme tiết ra đường tiêu hóa và chức năng nội tiết là liên quan đến ba nhóm tế bào tiết ra các hormone tế bào alpha tiết ra glucagon tế bào beta tiết ra insulin và tế bào gamma tiết ra ga somatostatin để điều hòa tế bào alpha và tế bào beta À, chủ yếu liên quan đến đái tháo đường tiếp 1 thì mình nhấn mạnh đến cái tế bào beta cell tiết ra insulin bởi vì insulin là hormone duy nhất trong cơ thể của mình làm hạ đường huyết còn à, nói về chức năng của tế bào alpha tiết ra glucagon và tế bào gamma tiết ra somatostatin thì mình sẽ tìm hiểu cụ thể trong phần sinh lý hệ nội tiết thì trong đái tháo đường tiếp 1 đây là bệnh tự miễn liên quan đến phá hủy cấu trúc của tế bào beta cell beta cell bình thường tiết ra insulin làm hạ đường huyết à, bây giờ tế bào beta cell bị bị tiêu hủy, bị phá hủy thì không còn khả năng tiết ra insulin nữa. Cho nên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 nghĩa là bị thiếu insulin hay là đái tháo đường phụ thuộc vào insulin. Đối với những bệnh nhân này khởi trị bằng cách tiêm insulin cho bệnh nhân. Còn đối với đái tháo đường tiếp 2 thì nó diễn tiến trong một thời gian dài cho nên nó sẽ có rất là nhiều giai đoạn. Như giai đoạn đầu tiên á, là do đái tháo đường tiếp 2 thường thường sẽ liên quan đến những bệnh nhân bị béo phì, tăng nguồn năng lượng cho nên dẫn đến đề kháng insulin ở ngoài biên này. À, cơ chế đề kháng insulin bình thường thì insulin nó gắn vào một thụ thể thì bây giờ có ba thụ thể nhưng insulin chỉ gắn vào một thụ thể thôi thì cái tế bào này nó nó lầm tưởng là bị thiếu insulin cơ thể bị thiếu insulin thì nó sẽ kích thích này kích thích tế bào beta tiết tăng tiết insulin như vậy thì giai đoạn đầu của đái tháo đường tiếp hai là giai đoạn đề kháng insulin và nồng độ insulin trong máu có thể cao à, và chính giai đoạn này thì giai đoạn mà đề kháng insulin này À, nó vẫn có khả năng đưa glucose vào bên trong tế bào tuy nhiên là cái lượng glucose đưa vào bên trong tế bào thì nó nó không có giống bình thường tức là nó ít hơn bình thường nên đường huyết của bệnh nhân lúc này á, có thể trên cái mức bình thường nhưng mà dưới cái mức bất thường à, trên mức bình thường dưới mức bất thường thì giai đoạn này được thường được gọi là giai đoạn pre diabetes hay là tiền đái tháo đường nếu mình phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn tiền đái tháo đường thì mình có thể dùng À, người ta có khuyến cáo là dùng có thể dùng metformin hoặc là thay đổi lối sống, giảm cân, vận động thể lực vân vân để làm giảm cái cơ chế đề kháng insulin này để kéo cái đường huyết bệnh nhân trở về bình thường hoặc là trì hoãn cái giai đoạn tiến triển từ tiền đái tháo đường sang đái tháo đường. À và mình cũng để ý chỗ này, khi mà tế bào beta cell vẫn còn khả năng sản xuất insulin thì ngay giai đoạn mà bệnh nhân bị đái tháo đường mà tế bào beta cell vẫn còn khả năng sản xuất insulin thì mình có thể dùng những nhóm thuốc kích thích tế bào beta cell tiết ra insulin để điều trị tuy nhiên diễn tiến trong một thời gian dài như vậy tế bào beta cell phải hoạt động rất là cực lực để đến một lúc nào đó tế bào beta cell này kiệt quệ và không còn khả năng sản xuất insulin nữa thì giai đoạn này á là giai đoạn phụ thuộc vào insulin đái tháo đường phụ thuộc vào insulin à, vậy thì lúc này mình có dùng những cái nhóm thuốc mà kích thích tế bào beta cell sản xuất insulin thì nó cũng vô dụng bởi vì lúc này tế bào beta cell không còn khả năng sản xuất insulin nữa thì đó là cái cơ chế của đái tháo đường tiếp 2 Nói tóm lại là đái tháo đường tiếp 2 xuất phát từ cái cơ chế đề kháng insulin và cuối cùng là dẫn đến bị thiếu insulin. À, nhóm thứ ba đó là đái tháo đường thai kỳ. À, sẽ có cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ mình đề cập đến trong video clip sau. Nhưng mà ở đây là mình nhớ đái tháo đường này được chẩn đoán trong tam cá nguyệt thứ hai và tam cá nguyệt thứ ba trong thai kỳ. Thì thai kỳ nó chia thành 3 giai đoạn tam cá nguyệt này. À, mỗi tam cá nguyệt là 3 tháng, kéo dài trong 3 tháng. À, thường sẽ rơi vào tuần 20 24, 27 gì đó à, Mình sẽ đề cập đến uh, video clip sau Rồi cuối cùng là đái tháo đường do các nguyên nhân khác Có thể là do bệnh tụy ngoại tiết Sơ hóa viêm tụy hoặc đái tháo đường do thuốc Hoặc là chất hóa học Ví dụ như glucocorticoid v vân. À, về tổng quan thì theo truyền thống đái tháo đường tiếp 1 là đái tháo đường gặp ở trẻ em đái tháo đường tiếp 2 là đái tháo đường gặp ở người lớn tuy nhiên cái quan niệm này nó không chính xác nữa cả hai dạng này đều có thể xuất hiện ở cả hai nhóm tuổi ví dụ một trường hợp bệnh nhân 41 tuổi vào viện vì toan xê heo đái tháo đường mà bệnh nhân này được chẩn đoán đái tháo đường chỉ mới trong vòng 3 năm thôi thì lúc này mình cũng không thể khẳng định bệnh nhân này là đái tháo đường tiếp 2 hay là đái tháo đường tiếp 1 hay là đái tháo đường do bệnh tự miễn à, đái tháo đường tiếp 1 triệu chứng nổi bật của nó diễn tiến trong một thời gian rất là nhanh đó là uống nhiều khát nhiều sụt cân nhiều tiểu nhiều và khoảng 1 phần ba bệnh nhân có DKA là toan xê toan đái tháo đường à, đây là một biến chứng khá là phổ biến đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 Tuy nhiên nó lại rất là hiếm khi hiếm khi gặp trong bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Đái đường tiếp 2 thì diễn tiến trong một thời gian dài và hiếm khi xuất hiện cái ton xe ton này. Về nhóm xét nghiệm chẩn đoán thì có bốn cái xét nghiệm chính. Đây, mình tầm soát. Thứ nhất là gluco huyết tương. Đây, gluco huyết tương. À, thứ hai là gluco huyết tương khi đói hay là fasting plasma glucose. À, khi đói nghĩa là bệnh nhân này không dung nạp calo trong vòng ít nhất là 8 tiếng. Rồi, cái test dung nạp glucose là mình sẽ cho bệnh nhân uống 75 g glucose à, sau đó 75 g glucose này pha loãng trong nước sau đó đo lại đường huyết này đường huyết tương trong vòng sau 2 giờ à, mình đo lại và cái cái test dung nạp này có giá trị chẩn đoán tiền đái tháo đường và đái tháo đường hơn là cái fasting plasma glucose đường huyết khi đói và cuối cùng là HbA1c thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán dựa vào xét nghiệm tức là các cái mốc cái cái mốc chính của xét nghiệm mình cần nhớ đó là Thứ nhất là fasting plasma glucose hay là đường huyết khi đói là không dung nạp calo ít nhất là 8 giờ. Thì cái fasting plasma glucose nếu mà nó bất thường, bất thường khi mà nó lớn hơn bằng 126 mg trên decilit hay là 7 mmol trên lít. À, cái test dung nạp. Thứ hai là cái test dung nạp, tức là mình cho bệnh nhân uống 75 g glucose pha loãng trong dung dịch, sau đó mình đo lại đường huyết sau 2 giờ. À, thì đường huyết sau 2 giờ mà trên 200mg trên decilit hay là lớn hơn bằng 11,1 mmol trên lít đó là bất thường Đây, HB1C lớn hoặc bằng 6,7% hay là 48 mmol trên mol đó là bất thường Và plasma glucose Cái plasma glucose này á, là phải có sự kết hợp của lâm sàng Tức là bệnh nhân có triệu chứng của tăng đường huyết hoặc là cái cơn tăng đường huyết Và cái, cái đường huyết khi đói à, Đường huyết à, ngẫu nhiên plasma glucose lớn hoặc bằng 200 mg trên decilit hay là 11,1 mmol trên lít đó là bất thường. Vậy thì mình tổng kết lại, đây có bốn cái xét nghiệm mà mình cần nhớ. Một là FBG, đây, fasting plasma glucose lớn hoặc bằng 126 mg trên decilit hay là 7 mmol trên lít. Đường huyết dung nạp ai, cái cái dung nạp cái test dung nạp glucose sau 2 giờ lớn hơn bằng 200 mg trên decilit hay là 11,1 mmol trên lít tương tự với plasma glucose Tuy nhiên, các plasma glucose đi lượng huyết ngẫu nhiên cũng tiêu chuẩn, cùng tiêu chuẩn là lớn hơn 200 mg trên decilit Tuy nhiên là cái đường huyết ngẫu nhiên này nó phải có kèm theo các triệu chứng điển hình của đái tháo đường. Ví dụ như là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân nhanh hoặc là cái cân tăng đường huyết là tăng ceton vân vân. Rồi hb 1 c lớn hơn bằng 6,5% hay 48 mmol trên mol. Đây là cái chỉ số rất là quan trọng. Cái test rất là quan trọng. Vậy thì làm thế nào để chẩn đoán xác định một bệnh nhân đái tháo đường? tình huống thứ nhất tình huống thứ nhất là bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng rõ à, dấu hiệu lâm sàng rất là rõ ví dụ như là cân tăng đường huyết toceton hoặc là cái triệu chứng kinh điển của tăng đường huyết là uống nhiều ăn nhiều tiểu nhiều sụt cân nhiều vân vân à, uống nhiều tiểu nhiều ăn nhiều sụt cân nhiều rồi kết hợp với đường huyết ngẫu nhiên đây đường huyết ngẫu nhiên lớn hoặc bằng 200 mg trên dl hay là 11,1 mmol trên lít thì mình chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường tình huống thứ hai là bệnh nhân này chỉ đi tầm soát sức khỏe bất đi khám sức khỏe định kỳ chẳng hạn thì chẩn đoán dựa vào bất thường của hai test cùng mẫu hoặc là hai mẫu khác nhau thì đây mình quan sát à mình chia thành ba tình huống cho dễ hiểu ví dụ như cái mẫu đây mình lấy mẫu máu nè mình test HbA1c lần 1 7 phần trăm tức là lớn cái này nằm ngay mức bất thường này và test HbA1c lần 2 là 6,8 phần trăm thì vẫn là mức bất thường thì đây mình xác nhận chẩn đoán À, tình huống thứ hai là test HB 1C là 7% và cái fasting plasma Glucose là 126 cả hai test này đều bất thường cho nên mình cũng xác nhận chẩn đoán tức là cùng cùng một test xét nghiệm hai lần hoặc là mình test hai cái test khác nhau đều có thể xác nhận chẩn đoán bệnh nhân đã tháo đường trường hợp thứ ba là mình test HB 1C nó lớn hơn bằng 6,5% nhưng mà cái fasting plasma glucose dưới 126 mg trên decilit và test lại cái Hb1c lần 2 vẫn lớn hơn bằng 6,5% thì mình vẫn ưu tiên theo cái Hb1c đây hai lần test của nó đều lớn hơn 6,5% thì mình xác nhận chẩn đoán bệnh nhân đã tháo đường nói tóm lại thì cái cái giá trị chẩn đoán của Hb1c nó sẽ cao hơn so với cái fasting plasma glucose à, đó là phần à, tổng quan và cái tiêu chuẩn chẩn đoán xác định một bệnh nhân đã tháo đường tiếp theo là một à, một cái à, một cái chủ đề Nó về tiền đái tháo đường và cái tầm soát bệnh nhân cái cái sàng lọc bệnh nhân đái tháo đường. À, mình ghép vô video này luôn để tránh trường hợp là quay quá nhiều cái và à, kéo dài cái chuỗi video. Thì à, phần này chắc khoảng tầm 5 phút thôi. Cho nên là mọi người thông cảm vì video này nó sẽ kéo dài khoảng 15 phút. À, đầu tiên là cái tiền đái tháo đường này á là sẽ rơi vào cái giai đoạn à, bệnh nhân đái tháo đường tiếp hai mà rơi vào giai đoạn là cái cái lúc mà insulin nó bị đề kháng và kích thích tế bào beta cell tăng cường sản xuất insulin. À, vậy thì cái cái ngưỡng gluco, gluco vẫn được đưa vào tế bào. Tuy nhiên là cái gluco đưa vào tế bào này nó ít hơn so với bình thường cho nên gluco trong máu nó sẽ cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên là nó dưới cái mức bất thường. Đây, ngưỡng gluco máu không vượt qua mức chẩn đoán tuy nhiên nó cao hơn mức bình thường. Và cái định nghĩa pre -diabetes, nó sẽ phụ thuộc vào ba chỉ số. Một trong ba chỉ số thì có thể khẳng định được cái prediabetes một là ifg hai là igt Đây, chỗ này người ta dùng và hoặc và hoặc hb 1 c từ 5,7 đến 6,4 phần trăm bất thường là trên 6,5 phần trăm lớn hơn bằng 6,5 phần trăm thì dưới mức 6,4 phần trăm nó gần sát mép cái mốc bất thường vậy thì ifg là gì là impair fasting glucose hay là cái test glucose lúc đói á. nó bất thường khi mà nó trên 126 vậy thì nó nó gần bất thường à, gọi là gần bất thường thì nghe nó có vẻ hợp lý là từ 100 đến khoảng 125mg trên dl hay là từ 5,6 đến 6,9mm trên lít rồi còn IGT là impaired glucose tolerance đây là test dung nạp nè à, cho bệnh nhân uống 75g pha loãng sau đó đo đường huyết sau 2 giờ thì nếu mà nó lớn hơn bằng 200 thì nó nó đã rơi vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường rồi thì ở đây nó chỉ từ 140 đến 199 mmol trên dl ha từ 7,8 đến 11,1 mmol trên lít. Đó là tiền đã tháo đường. À, mình sẽ dựa vào ba chỉ số, nhớ dựa vào ba chỉ số ở đây. Và nó gần cái mức gần cái mức bất thường thôi chứ nó chưa bất thường. Đây, tiền đã tháo đường thì nó liên quan đến một số cái yếu tố nguy cơ ví dụ như béo phì. Béo phì thì làm tăng cái tăng đề kháng insulin hoặc rối loạn lipid máu, tăng triglyceride, tăng cholesterol, tăng LDL vân vân và giảm HDL. HDL là cái cái lipid có lợi nè. Và tăng huyết áp. Về sàng lọc thì sàng lọc một bệnh nhân có đái tháo đường hay không thì dựa vào nhóm yếu tố nguy cơ nó thôi. Đầu tiên là béo phì. Béo phì là BMI lớn hơn bằng 23 kg trên mét vuông và có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ. À, quan tâm đến béo phì và các yếu tố nguy cơ, ví dụ như tiền sử gia đình, có bố hoặc mẹ bị đái tháo đường hoặc là anh chị em gì đó bị đái tháo đường. Thứ hai là tăng huyết áp là huyết áp trên 140 trên 90 mm thủy ngân đang điều trị. Tăng triglycerid trên 250 mg trên decilit hoặc là 2,82 mmol trên lít hoặc và hoặc nè, chỗ này và hoặc ha, giảm HDL dưới 35 mg trên decilit hay là 0,9 mmol trên lít. Hoặc là người phụ nữ có hội chứng buồn trứng đa nang. À, người phụ nữ ít vận động thể lực à, những người ít vận động thể lực. Rồi, hoặc là bệnh nhân được chẩn đoán là tiền đái tháo đường thì mình sẽ tầm soát mỗi năm. Tiền đái tháo đường về tiêu chuẩn thì mình quan tâm đến ba chỉ số đây. Fasting plasma glucose từ 100 đến 125 mg trên decilit hoặc là test dung nạp sau 2 giờ 140 đến 199 mg trên decilit hoặc là hb 1 c từ 5,7 đến 6,4%. À, hoặc là người phụ nữ đã được chẩn đoán đái thường đường thai kỳ thì mình sẽ tầm soát 3 năm một lần. Với tất cả mọi người trên 45 tuổi thì đều bắt đầu test và nếu bình thường thì mình sẽ test lặp lại sau 3 năm còn nếu xuất hiện tiền đái tháo đường thì mình sẽ test lặp lại mỗi năm. Như vậy thì đối với những người mà trên 45 tuổi mình sẽ bắt đầu test. Nếu mà test mà cái mức đường huyết hb 1 c từ khoảng 5,7 đến 6,4 thì mình test lại mỗi năm. Còn nếu mà bình thường luôn, dưới cái mức 5,7 này luôn thì mình sẽ test lặp lại sau 3 năm. À, về À, một số cái đặc điểm liên quan đến đái tháo đường tiếp 2 thực tế bây giờ mình có đề cập đến rồi ví dụ như là 90 đến 95 phần trăm bệnh nhân là đái tháo đường không phụ thuộc insulin đây đái tháo đường này do người lớn à, ở người lớn à, cơ chế đái tháo đường tiếp 2 thì giai đoạn đầu là đề kháng insulin sau đó dẫn đến thiếu insulin Rồi à, cuối cùng thì nó cũng chuyển về là phụ thuộc insulin thôi à, đặc điểm đái tháo đường tiếp 2 liên quan đến cái việc đề kháng insulin là chính đề kháng insulin dẫn đến làm kích thích tế bào beta cell tiết ra Uh, quá nhiều insulin rồi sau đó hoạt động nhiều quá thì nó sẽ bị kiệt quệ và dẫn đến không còn khả năng sản xuất insulin nữa còn cái toceton thì nó hiếm thấy trong đáy tháo đường tiếp 2 và bệnh này bệnh đáy tháo đường tiếp 2 thì diễn tiến âm thầm cho nên rất là khó chẩn đoán về yếu tố nguy cơ thì yếu tố nguy cơ nãy giờ mình cũng đề cập mình cũng có đề cập đến ví dụ như là độ tuổi là lớn hơn bằng 45 tuổi bắt đầu mình tầm soát rồi à, béo phì ít hoạt động thể lực hoặc là có tiền sử gia đình đáy tháo đường thai kỳ có lợn lipid máu hoặc tăng huyết áp vân vân thì đó là một số cái đặc điểm liên quan đến bệnh lý đái tháo đường này đây là kết thúc cái video đầu tiên thì mình hy vọng là trong video này mọi người cũng rút ra một số cái kiến thức có thể cần học được à, hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này